Xin chào các bạn khán giả của Vietnam Story. Các bạn thân mến, cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở khu vực châu Á đang diễn ra quyết liệt. Nhật Bản đang tìm tới các nước Đông Nam Á, nơi những lo ngại về sự bành trướng của Trung Quốc cũng trùng với mối quan tâm của Nhật Bản. Trong đó thì Nhật Bản ở Việt Nam là quốc gia có vị trí số 1 trong việc hợp tác cả về kinh tế và an ninh quốc phòng để tạo ra sự cân bằng với Trung Quốc. Mới đây trên trang tin Think China của Singapore đã cho đăng tải một bài viết rất đáng chú ý của tác giả Huỳnh Tâm Giang về vấn đề này. Các bạn thân mến, trong chuyến thăm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia vào tháng 12 năm 2013, cựu Thủ tướng Nhật Bản là Abe Shinzo đã nói rằng việc tăng cường quan hệ của Nhật Bản với các nước ASEAN là không thể thiếu đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực, đồng thời vì lợi ích của quốc gia Nhật Bản. 7 năm sau, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Suga Yoshihide tại Việt Nam và Indonesia vào tháng 10 năm 2020, Thủ tướng nhắc lại tham vọng của Nhật Bản trong việc tăng cường quan hệ với Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngay cả khi trước Covid-19 xảy ra, Nhật Bản đã cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Đại dịch đã thúc đẩy quá trình này với Nhật Bản, tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam, đa dạng hóa chuỗi cung ứng đó. Điều này thúc đẩy sự hiện diện kinh tế của Nhật Bản tại Việt Nam và tạo điều kiện cho Tokyo tham gia sâu hơn về kinh tế của Đông Nam Á. Đồng thời, Nhật Bản cũng mong muốn tăng cường quan hệ quốc phòng Việt Nam. Về phần mình, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản trong việc tái khẳng định chính sách đối ngoại đa hướng của mình. Ở một mức độ nào đó, nó cũng liên quan tới căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là tác động tới các nước nhỏ như ở Việt Nam. Ngoài ra, thì các tranh chấp lãnh thổ của Nhật Bản và Việt Nam với Trung Quốc và các tương tác phức tạp của họ với Bắc Kinh đã góp phần đáng kể và sự lo lắng gia tăng ở Tokyo và Hà Nội về việc sống theo một trật tự trung tâm mới. Nhật Bản đã và đang tăng cường quan hệ kinh tế đối với Việt Nam trong những năm qua. Trên thực tế thì đây là quốc gia G7 đầu tiên công nhận vị thế kinh tế thị trường của Việt Nam. Trong năm 2011, Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản được ký kết vào tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực vào tháng 10 năm 2009, tạo khuôn khổ thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản giữa Nhật Bản và 5 thành viên của ASEAN bao gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam được thực hiện vào tháng 12 năm 2008 và sửa đổi vào năm 2020, tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa Nhật Bản và ASEAN. Hai khuôn khổ này tạo điều kiện thuận lợi cho việc rèn các mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chuyến thăm của ông Suga càng thúc đẩy chiến lược của Nhật Bản trong việc xem Việt Nam là điểm đến thay thế hấp dẫn cho các công ty Nhật Bản rời khỏi Trung Quốc. Ngoài các thỏa thuận kể trên, Việt Nam và Nhật Bản được hưởng lợi từ cơ cấu bổ sung và không cạnh tranh của hai nền kinh tế. Trong số 136 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, Nhật Bản là nhà cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất với gần 24 tỷ đô la Mỹ đến năm 2019, là nhà đầu tư lớn thứ hai với 1,73 tỷ đô la Mỹ trong 3 quý đầu năm 2020 và là đối tác thương mại lớn thứ tư với 28,6 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch thương mại hai chiều từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2020. Tính đến tháng 9 năm 2020, Nhật Bản đã đầu tư khoảng 4.600 dự án FDI của Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 60 tỷ đô la Mỹ. Quan hệ kinh tế song phương đã được thúc đẩy trong chuyến thăm của Suga. Hai nước đã đồng ý nối lại các chuyến bay thương mại hai chiều sớm và thực hiện con đường kinh doanh, cho phép các chuyến công tác ngắn hạn của giám đốc điều hành và người lao động mà không cần cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày. Ông Suga cũng bày tỏ sự ủng hộ của Nhật Bản đối với những nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển hệ thống chính phủ điện tử, tái khẳng định đề nghị đó của Nhật Bản vào tháng 1 năm 2020 là chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp thiết bị công nghệ thông tin trị giá 500 triệu yên. Để có thể phát triển hệ thống này, chuyến thăm của Suga càng thúc đẩy chiến lược của Nhật Bản trong việc xem Việt Nam là điểm đến thay thế hấp dẫn cho các công ty của Nhật Bản rời khỏi Trung Quốc. Nhật Bản trước đó đã dành 23,5 tỷ yên như một gói kích thích cho các công ty đang tìm kiếm cách chuyển sản xuất sang các nước Đông Nam Á do sự ngăn chặn hiệu quả của Covid-19, lao động giá rẻ và chính trị ổn định. Việt Nam đã nổi lên như một trong những đối tượng hưởng lợi nhất của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, đặc biệt là khi các doanh nghiệp tìm cách di rời hoạt động của họ. Trong cuộc gặp gỡ với Suga, Thủ tướng Việt Nam bày tỏ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các khoản đầu tư của Nhật Bản với kế hoạch đáp ứng nhu cầu bất động sản và nguồn nhân lực. Trong một cuộc khảo sát trực tuyến vào năm 2019 được thực hiện bởi công ty của Nhật Bản, các công ty Nhật Bản đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến ưa thích ở châu Á để đầu tư vào năm 2020 do tiềm năng của nó, chẳng hạn như một thị trường đang phát triển và nguồn cung lao động có tay nghề chi phí thấp và sự gần gũi của nước này với Trung Quốc. Theo một cuộc khảo sát năm 2019 của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản về các công ty Nhật Bản đầu tư vào châu Á và châu Đại Dương, có 63,9% doanh nghiệp Nhật Bản kinh doanh tại Việt Nam cam kết tăng cường kinh doanh trong 1 đến 2 năm tới, tỷ lệ cao nhất trong ASEAN với thứ 3 trong khu vực châu Á và châu Đại Dương. Tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh kể từ năm 2012, mối quan hệ quốc phòng an ninh Nhật Bản-Việt Nam đã được cải thiện do sự gia tăng hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Mối quan tâm chung về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc đã thúc đẩy Việt Nam áp dụng chiến lược cân bằng, mềm mỏng, chống lại Trung Quốc với Nhật Bản, nổi lên như một trong những người bạn tốt nhất và quyền lực nhất ở châu Á. Trong khi đó, thì Nhật Bản đã bắt tay vào một khóa học tự chủ hơn cho quốc phòng và ngoại giao bằng cách thúc đẩy một sự tiếp cận mạnh mẽ hơn để mở rộng mạng lưới chiến lược của mình với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là quan trọng nhất. Vào tháng 8 năm 2013, Việt Nam và Nhật Bản đã tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 2 tại Tokyo, có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với lần đầu tiên vào năm 2012, kể từ khi hai bên đồng ý tổ chức cuộc họp thứ trưởng hàng năm. Cũng tại cuộc họp này, hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 trong việc giải quyết tranh chấp và sự khác biệt về các vấn đề chủ quyền biển đảo và đạt được thỏa thuận về hỗ trợ nhau, về nghiên cứu biển và nâng cao năng lực. Ông Abe Shinzo đã xác định vào tháng 1 năm 2013 rằng đảm bảo rằng các vùng biển là điểm chung quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta, được điều chỉnh bởi luật pháp và quy tắc không phải bằng sức mạnh, là một trong 5 nguyên tắc chính ngoại giao của Nhật Bản. Ngoài ra thì còn có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa hải quân hai nước vào tháng 7 năm 2013. Lần đầu tiên, tàu Kojima, một tàu huấn luyện của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, đã cập cảng Tiên Sa của Đà Nẵng cho chuyến thăm kéo dài 5 ngày, mặc dù cảnh sát biển Việt Nam và Nhật Bản đã duy trì mối quan hệ hợp tác từ năm 2000. Chuyến thăm của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tới Đà Nẵng là rất quan trọng kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku, trong tiếng Trung gọi là Điếu Ngư, năm 2012 ở Biển Hoa Đông, làm căng thẳng đáng kể quan hệ Trung-Nhật. Kể từ đó, Nhật Bản đã thúc đẩy mạnh các chuyến thăm tàu hải quân tới Việt Nam. Năm 2014, Nhật Bản đã chuyển giao 6 tàu tuần tra qua sử dụng cho Việt Nam, trị giá 5 triệu đô la Mỹ. Gần 2 tuần sau khi xung đột với Trung Quốc đưa giàn khoan dầu ra thăm dò trái phép ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam kết thúc vào tháng 9 năm 2015, Việt Nam và Nhật Bản đã ký một thỏa thuận riêng biệt, đặt nền móng cho Tokyo bán thêm tàu hải quân cho Việt Nam trong tương lai. Cả hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh với một thỏa thuận trị giá 350 triệu đô la Mỹ vào tháng 6 năm 2017 để nâng cấp các tàu cảnh sát biển và khả năng tuần tra của Việt Nam. Với mối quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp liên quan tới Bắc Kinh ở Biển Đông, ông Abe và người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc Tokyo chuyển giao vật liệu và công nghệ hàng hải cho Hà Nội được thiết kế để tăng cường một trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền vào tháng 9 năm 2018. Việc đậu của tàu ngầm Kuroshio của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tại cảng quốc tế Cam Ranh trong khi thực hiện một cuộc tập trận tàu ngầm đầu tiên ở Biển Đông là rất quan trọng, với một số lý do như sau. Thứ nhất, đây là chuyến thăm tàu ngầm đầu tiên của Nhật Bản tới Việt Nam, cho thấy ý định hợp tác quốc phòng vững chắc hơn nữa giữa Tokyo và Hà Nội. Thứ hai, nó miêu tả một loạt liên kết an ninh không chính thức giữa hai quốc gia có cùng chí hướng. Với Việt Nam, coi Nhật Bản là đối tác chiến lược trong chính sách đối ngoại đa hướng của mình, và Nhật Bản coi Hà Nội là nút quan trọng trong sự tham gia lớn hơn của Đông Nam Á và là một phần của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của riêng mình. Vào tháng 10 năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và người đồng cấp Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã ký một bản ghi nhớ không hợp tác và trao đổi quốc phòng khác với quy định các cuộc đàm phán cấp thứ trưởng thường xuyên và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều cảng của Nhật Bản tại Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2020, Nhật Bản đã đồng ý chuyển giao công nghệ đóng tàu quân sự cho Việt Nam, tiếp tục liên lạc quốc phòng cấp cao và tăng cường quan hệ giữa quân đội Việt Nam và lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Tháng 7 năm 2020, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã ký một thỏa thuận cho vay với chính phủ Việt Nam để cung cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra cảnh sát biển trị giá 345 triệu đô la Mỹ. Dự án đã thỏa thuận tàu tuần tra hàng hải đầu tiên giữa Tokyo và Nhật Bản, được Abe cam kết vào năm 2016 và sẽ cung cấp cho cảnh sát biển Việt Nam, tài trợ để mua sắm tàu, hỗ trợ cải thiện hoạt động cứu hộ hàng hải và thực thi pháp luật hàng hải. Trong chuyến thăm tháng 10 năm 2020, ông Suga đã đi xa hơn để hứa về nguyên tắc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Việt Nam, bao gồm máy bay tuần tra và radar. Ông Suga mô tả, đây là bước tiến lớn trong lĩnh vực an ninh cho cả hai nước, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực giám sát của Việt Nam. Điều này cũng có lợi cho Nhật Bản kể từ khi lệnh cấm xuất khẩu vũ khí được dỡ bỏ vào năm 2014. Họ đã tìm cách thúc đẩy sản xuất vũ khí quân sự và tài sản hải quân địa bàn của mình sang thị trường nước ngoài do thị trường nội địa nhỏ, một lực đẩy được nêu rõ trong sách quốc phòng năm 2020. Việt Nam là một thành viên tiềm năng của Bộ Tứ Kim Cương mở rộng. Ngoài việc Việt Nam được coi là nền tảng trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm thực hiện hóa một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và mở rộng, có những tín hiệu cho thấy Nhật Bản cởi mở với ý tưởng Việt Nam là một phần của nhóm Bộ Tứ Kim Cương mở rộng, vượt ra ngoài 4 nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Trả lời các câu hỏi của giới truyền thông, việc liệu Bộ Tứ Kim Cương có nên bao gồm các thành viên khác hay không, Bộ trưởng Ngoại giao của Nhật Bản là Motegi Toshimitsu cho biết vào tháng 10 năm 2020 rằng khuôn khổ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Nhật Bản cho phép sự tham gia của tất cả các quốc gia, chia sẻ các giá trị cơ bản như tự do, dân chủ, pháp quyền và tự do hàng hải, đồng thời nói thêm rằng triển vọng ASEAN về Ấn Độ-Thái Bình Dương dường như có cùng giá trị và khái niệm. Nói cách khác, Nhật Bản dường như mở cửa với sự tham gia của các quốc gia như Việt Nam, miễn là họ đăng ký một số giá trị cơ bản và nguyên tắc chung. Mỹ dường như cũng chia sẻ với suy nghĩ của Nhật Bản ngay trước cuộc họp cấp cao Bộ trưởng Bộ Tứ Kim Cương lần thứ hai tại Tokyo vào tháng 10 năm 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã thảo luận về khả năng thể chế hóa mạng lưới Bộ Tứ Kim Cương. Một khi điều này được thực hiện, Pompeo gợi ý rằng các quốc gia khác có thể trở thành một phần quan trọng của mạng lưới này vào thời điểm thích hợp. Với tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chống lại Trung Quốc như đã được chứng minh bởi các chuyến thăm của Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đến nước này lần lượt vào tháng 10 và tháng 11 năm 2020. Rất có thể Hoa Kỳ sẽ tìm kiếm sự tham gia của Việt Nam nếu một thỏa thuận Bộ Tứ Kim Cương được mở rộng, thực hiện hóa. Về phía Việt Nam, có một cảm giác tự tin mới đây được tìm thấy với những nỗ lực đáng khen ngợi của lãnh đạo trong việc ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và duy trì sự tăng trưởng kinh tế, bất chấp sự chậm lại toàn cầu. Hà Nội dường như hoan nghênh sự tham gia nhiều hơn của Mỹ và Nhật Bản trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng với sự quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực. Đặc biệt thì Việt Nam đã tuyên bố sách trắng quốc phòng năm 2019 rằng nước này sẵn sàng tham gia vào các cơ chế an ninh quốc phòng phù hợp với khả năng và lợi ích của mình, bao gồm các cơ chế an ninh và quốc phòng ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Việt Nam dường như đang đề ngỏ khả năng tham gia vào một khuôn khổ an ninh khu vực để tăng cường đòn bẩy chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam đã kiềm chế cam kết với bất kỳ nhóm cụ thể nào được coi là tập hợp với các quốc gia khác chống lại Trung Quốc. Cũng theo sách trắng quốc phòng năm 2019, Việt Nam tái khẳng định chính sách không tham gia vào bất cứ liên minh quân sự nào, tránh bất kỳ liên minh quân sự nào với các quốc gia khác để chống lại một quốc gia khác và cấm các căn cứ quân sự nước ngoài tại Việt Nam. Trong khi cố gắng tránh đối đầu với Trung Quốc, Việt Nam đang truyền tải một thông điệp ngầm rằng họ có thể buộc phải chấp nhận một khuôn khổ bộ tứ kim cương mở rộng nếu các hành động của Trung Quốc rời khỏi Hà Nội. Suga phần lớn đã đi theo bước chân của người tiền nhiệm là Abe Shinzo để tăng cường quan hệ với Đông Nam Á, đặc biệt là chú ý tới Việt Nam, mong muốn tạo mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn với Việt Nam, có khả năng được đẩy nhanh bởi các xu hướng địa chính trị mở rộng hơn và đặc biệt là cạnh tranh Mỹ-Trung. Việc đa dạng hóa trước cung ứng của Nhật Bản từ Trung Quốc tới Đông Nam Á cũng sẽ mở đường cho sự hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Điều này sẽ giúp cho Nhật Bản củng cố và tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh với Việt Nam, mặc dù cả hai nước cẩn thận không định vị những động thái này là nhằm chống lại bất kỳ nước thứ ba nào. Thưa các bạn, trên đây là bài viết Nhật Bản và Việt Nam hợp tác kinh tế và an ninh để cân bằng với Trung Quốc của tác giả Huỳnh Tâm Giang, đặt trên trang Think China của Singapore. Các bạn hãy chia sẻ ý kiến của mình ở bài viết này ở bên dưới phần bình luận nhé. Còn video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất của Vietnam Story nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.